họ rồi té rất này nằm ở Vĩnh Long không? Đồng Tháp rồi. Đồng Tháp. Nó sen Đồng Tháp. Đi đi xuống nha. Đó xem. Con ơi, kéo đường nào? Con ơi. Ở lá sen này có gai, có gai. Dạ. Kéo lá sen ở đâu? Dạ trong đó đó. À, đụng cái lá sen nó có gai à. Có kéo ra cô chú bày hình đúng không? Dạ, người ta kéo mua vé mới được. À, mua vé mới được hả? À, rồi cô cảm ơn nhá. Mua vé nhiều vé không? Dạ, cái gì? Quay đây. Trong đó. Ừ. 20 mờ một kiểu, 10 phút chụp hình. Ok. Đây đây chụp hình nào phải không? Mình đây cô đem theo cameraman làm gì cô? Cô quay. Chùa lá sen rất đẹp. Hướng dẫn chi tiết luôn. Ý tưởng nhá. Bảy ơi. Để mua vé chụp hình lá sen nè. Xuống lá sen. Ơ cái lá dưới là lá thật hả anh? Lá thật. À lá thật. Ờ đụng vô nó dứt có gai. Ờ đụng vô nó đâm vô tay nè. Nó nhức lắm nè. Ờ đụng vô nó đau tay nè. Thôi bỏ khăn ra nhỉ? Dạ bỏ khăn ra đi, không hay để nó lạ không được. Chưa dùng chảy à? Nắng quá mấy cô này cô lừa anh cô quàng khăn rồi. Chính tỏ để làm cho anh xấu đấy. Nào cười ra. Nghe ra xuống chụp đi. Nắng quá hả? Thôi chịu khó. Chịu khó chụp môi vậy. Có nó. Nó cười con không kiểu. Mấy phút thôi. Có nó cái dù kìa. À có cái dù này. Đó cái dù em đó. Chụp hình thì có chịu còn không? Cái dù đi, hy sinh đi. Để là gì? Mình vô cô đó chụp ảnh. Nhưng phải bỏ gậy ra chứ nó không có. Lấy ra chứ. Hai, ba. Nhẹ nha anh, bước nhẹ nhẹ. Đây, bước nhẹ nha, nhẹ nhàng nha. Chị ơi lấy làm sao mà được nhiều lá sen đấy? Dạ. Mùa này lá này nó ít gì đâu có lấy được nhiều được. Đây rồi lấy cái ống thì dính nhiều. Đây chống hạnh nó lên. Tay gì cũng được ạ. Vâng. Nhìn đây ạ. M-A-I. Từ từ nha. M-A-I. Thắt cái cầm xuống. M-A-I. Vừa thôi ạ. M-A-I. Lấy dạ rồi. Điểm hạnh là chụp thêm. Bác ơi bác ra đi cho cháu lấy. À. Chị tranh thủ điểm thôi. Ông không phải hỗ trợ để lên bờ chứ thôi xuống luôn rồi sao. Rồi chụp rồi. Thủ chị thấy không? Anh này đặt cái nước chèn vào. Rồi anh lấy cái tay ra. Lấy tay ra. Anh đi xin mấy kiểu nữa. Lâu là nó chìm hả? Phải có người hỗ trợ hả? Dạ vâng. Nhưng mà
em muốn lấy được cả cái sen ở đây này anh này. Có cho được cái sen kia lùi xuống không hả anh? Anh ơi, cái lá này có lùi xuống được một chút để lấy được nhiều cái lá dưới không? Qua đây thôi ạ. Tại nha, cũng như ve là chút. Được, ve là chút, nhưng mà cái ông đó ông đâu đi đâu, cũng phải đứng ngay tại đó để hỗ trợ, ông phải giữ mình mà. Chìm xuống hả? Vâng, để em thôi mình lột đấy chứ đâu có ai kéo mình nổi. Không kịp. Chụp được nhiều lá. Em cầm cái máy quay này, em quay giùm chị đi, chị xuống lá sen xong rồi chị em chụp cho chị một boy luôn. Vậy thôi, em không cầm được, tại hai tay cầm một máy đâu, em đâu có cầm được cái máy có gì nữa. Chị nhờ người nhà cầm giùm em đi ạ. Người nhà bên kia. Dạ, chị kêu người nhà bên. Em theo cameraman đi chứ. Nó lắc vậy thì chị nhìn chút rồi mình đến. Nè con cầm cho coi đây. Con mua máy tẩy số con cầm vậy nè, con quay nè. Con cầm vậy nè, đó vậy nè, vậy thôi chứ vậy thôi, nó dễ lắm, con đứng sát vậy nè, con đừng có làm rớt cái máy camera thôi. Rồi, đây từ từ nha, dễ thương đấy. Mơ ơi. Rồi, cho em ngồi kiểu được không? Không, ngồi. Không. Được không anh? Ngồi, ngồi, muốn ngồi, ngồi. Rồi, ướt nha. Rồi không biết mình ngồi gúp một chân gì sao lưng. Nó có tắc á, nó có tắc cãi nó nha không? Con đó, nó tắc việc cũng cãi nó nha không? Con quay cho cô nha không? Ủa sao vậy? Không, bây giờ nó tắt cãi nó. Nó cũng còn đang quay á. 75 bỏ 75. Đó, thấy không? Nó đụng vô cái màn hình á, con cầm ngay thấy không? Con cầm, lát con đi tới vậy ha. Rồi tới phiên chị á. Cái này là không được đứng đâu anh ạ. Đúng rồi, đứng đâu. Chàng vào đi. Chẳng lát chừng nào xong luôn. À, cho em đàn em một cái chị. Ủa vậy hả? Xem xong chưa? Đang còn hai người nữa là xong. Rồi. Dạ. Đưa anh cầm cái dù đi, đừng có cầm dù nó tối mặt. Rồi. Sợ lắm. Cái khác chân lại, chân đứng chưa đẹp kìa. Anh. Chưa từ từ. Anh ơi, à từ từ để anh chỉnh đã. Rồi, chị cái dù nghiêng về bên đây. Chị cầm cái dù tay bên đây đi, tay bên kia, tạo kiểu, đúng rồi đấy. Cười từ từ nha, nơi này, cười từ, mờ, ai. Dạ rồi. Ngửa cái dù ra đằng sau một chút đi. Đấy, đấy cho anh thấy mặt. Đấy chàng chụp đẹp đấy, chàng lia ra đây một xíu đi. Rồi lên. Rồi xong chưa? Còn hai người nữa. Mấy vị này sợ nắng tin nhỉ? Chàng lên đi. Còn có một người nữa thôi bác ạ. À, đứng cô đang quay nè. Chụp cho anh. Rồi máy cô có cái máy xịn nhỉ? Kéo cái áo xuống ạ. Máy giờ lại bị rớt đó. Cái này cần đó. Cô có máy đẹp nhỉ? Cô quay video à? À. Để kéo cái áo xuống ạ. Khó cái bụng vô xíu cho đừng thấy bụng nhiều quá. Rồi nhìn nghe máy nha. Bà hai cầm máy giùm bà hai nhé. Rồi đây tôi đưa ạ. Xoay người qua đây thì đúng rồi đó. Thôi tôi không chụp nha, đừng mua vé. Kéo cái áo xuống tí xíu nha, khó cái bụng vào. Vâng, hóp cái bụng cho cái chân thì bình thường lát thôi. Lát tôi ra, cái đi ra đây nè, dạ quay sát. Ừ. Đúng rồi đấy, không nhét tiền xuống, tôi để vậy, ló tiền lên vậy, nhét xuống. Dễ chân lên, dễ chân nào. Ủa, nè. 78 bỏ, 78 bỏ, 78 bỏ, 78 bỏ. Chị tắt rồi nè. Tắt rồi cãi nó cũng đang quay á. Mình giờ đụng vô vậy nó.